Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay Minh Tơ sẽ cập nhật thông tin mới nhất của các đội ga ngò tập trung về sông Long Bình chuẩn bị thi đấu giải Đại hội Thể dục Thể thao Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức tại tỉnh Trà Vinh. Và buổi sáng hôm nay là ngày cuối cùng để buổi chiều thi đấu. Các đội đã tập trung về đầy đủ tại sân Long Bình. Và buổi sáng hôm nay một số đơn vị cũng đang tập luyện để buổi chiều nay thi đấu. Đây là hình ảnh của các đội tập luyện. Và đây đội tỉnh Cà Mau đang phô trương sức mạnh của mình. Buổi sáng hôm nay bị tập luyện để chuẩn bị thi đấu chiều hôm nay nha. Đây là các đội đang phô trương sức mạnh của mình trước khi giờ thi đấu. Mà các bạn này là đội ghe ngò tỉnh Bạc Liêu nha các bạn. Đang tập luyện buổi sáng hôm nay chuẩn bị cho thi đấu chiều nay. Và trước màn hình các bạn đang xem, đây là đội ghe ngò tỉnh Bạc Liêu đang diễn tập buổi sáng hôm nay để buổi chiều thi đấu. Đang xem đây là vận động viên của đơn vị Sóc Trăng nha các bạn, đội áo xanh. Đen mới chắc da chắc thịt. Và đây là vận động viên tỉnh Cà Mau nha các bạn. Mới tập luyện xong, bây giờ đã lên bờ giữ sức để chiều nay thi đấu. Trước màn hình các bạn, đây là đội ghe ngò tỉnh Bạc Liêu đang diễn tập buổi sáng để chiều thi đấu. Các đội đều nỗ lực hết mình để đem chiến thắng về tỉnh mình. Trước mặt các bạn đang xem đội ghe bận áo trắng đỏ là đội cầu kè tỉnh Trà Vinh. Ok, Trà Vinh nha các bạn. Đang ra sức buổi sáng hôm nay chuẩn bị cho buổi chiều tập buổi thi đấu chiều hôm nay. Màu áo rất đẹp các bạn ha.
nó mò mà. Dạ. Dạ cá mình giải ạ. Các bạn đang xem đây là đội ghe ngò nam nữ phối hợp tại tỉnh Bạc Liêu. Nam nữ phối hợp tỉnh Bạc Liêu các bạn. À, buổi sáng hôm nay là đội đang tập luyện để chuẩn bị cho buổi chiều thi đấu. Để nguyên cây đào luôn. Qua đây là cổ động viên nhà sư nha các bạn, ở các tại Hiệp Chùa, các tỉnh miền Tây Nam Bộ về tỉnh Trà Vinh xem giải đua ghe ngò. Qua đây là các hình ảnh các vận động viên các tỉnh tập trung gần chùa